Có một thông tin liên quan đến du lịch, đó là tính chung năm 2014 thì khách quốc tế đến nước ta ước đạt 7,9 triệu lượt người, tăng 4% so với năm trước. Tuy nhiên do ảnh hưởng của tình hình Biển Đông hồi tháng 5 nên tỷ lệ khách quốc tế đến Việt Nam năm nay thấp hơn nhiều so với mức tăng 10,6% của năm 2013 và đây là số liệu thống kê vừa được Tổng cục Thống kê công bố. Trong tháng 12 năm nay, Việt Nam đón trên 657.300 lượt khách quốc tế, tăng 8% so với tháng 11, do có nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực quy mô lớn tại một số điểm du lịch nổi tiếng trên cả nước. Tính chung năm 2014, khách quốc tế đến nước ta ước đạt 7.874.300 lượt người. Số liệu thống kê chi tiết cho thấy, khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng trong năm ước đạt 4.762.500 lượt người. Về phương tiện, khách quốc tế đến nước ta bằng đường hàng không và đường bộ đều tăng so với năm. Riêng khách đến bằng đường biển đạt 47.600 lượt người, giảm mạnh tới 75,4% do những căng thẳng trên Biển Đông hồi giữa tháng 5. Các nước châu Âu như Nga, Đức, Anh và một số quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia, Lào chiếm số lượng đông đảo khi đến Việt Nam, tăng so với trung bình hơn 10%.